Sáng ngày 23 tháng 10, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị cho biết vừa phối hợp các cơ quan chức năng đấu tranh thành công chuyên án QT623, bắt giữ một đối tượng về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới, thu giữ 18.000 viên ma túy tổng hợp. Thông tin ban đầu, lúc 6 giờ 30 phút ngày 23 tháng 10, tại km 40+400, trên quốc lộ 9 thuộc địa bàn khóm 2, thị trấn Cờ Rông Clang, huyện Đắk Rông, tỉnh Quảng Trị, lực lượng chức năng bắt quả tang đối tượng Hồ A Kinh, sinh năm 1996, trú tại thôn Làng Vây, xã Tân Lập, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 18.000 viên nén hình trụ tròn màu hồng, một xe máy và nhiều tang vật liên quan. Hồ A Kinh khai nhận, số tang vật trên là ma túy tổng hợp, mua của một đối tượng người Lào không rõ tên tuổi, từ bên kia biên giới, để vận chuyển về thành phố Đông Hà bán kiếm lời. Khi đang trên đường vận chuyển, thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ.